Xin chào các bạn, mình là Đoàn Áp Zoom. Mình đang trên tay chiếc Xiaomi Redmi A1. Con này chạy chip MTK nhé. Con này là một con máy rất là cỏ, rất là rẻ của Xiaomi thôi. Nhưng mà bác nào va vào con này rồi thì biết nhé. Phá Google con này thì không dễ đâu, không, nó không có chế độ side load nên để các bác có thể làm qua các tool nhé. Nên là cả các server nó sẽ không hỗ trợ con này được nhá. Thì bên mình nhận phá tất cả các loại tài khoản Mi nhé. Tài khoản Mi mình là server gốc luôn, giá tốt cho cả thợ và khách hàng nhá. Thì tất cả các dòng Mi mà các bác không quay tay được hoặc là các tool không làm được nhé, thì bên mình vẫn đều có server để bên mình mở hết nhé. Các bác chỉ việc cắm cáp qua Sarat là xong. Và cả, cả con Mi A1 này, Redmi A1 này bên mình cũng có nhận hỗ trợ làm online qua UltraView, qua TeamView cho anh em thợ cửa hàng nhé. Bây giờ mình sẽ bắt đầu tiến hành mình phá cái tài khoản con này. Ok nhé, thì mình đã phá xong nhé. Máy vào trong ok này. Con này nó chạy Android Go nhé, nên là nó sẽ khó làm hơn những cái con mà chạy MIUI bình thường. Đây, con này là Android 12 Go Edition này. Ok. Thì bên mình là Đoàn Áp Zoom nhá. Bên mình nhận làm tất cả các dịch vụ về Xiaomi. Các bác có nhu cầu lên bên mình nhá. Search Đoàn Áp Zoom trên Google sẽ ra bên mình đầu tiên. Xin cảm ơn, xin chào các bác.